Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu giá siêu rẻ cho mọi người. Đấy. Đầu tiên là một cái cần câu hai khúc nha, độc đặc nha mọi người. Hai khúc đặc luôn. Đấy. Ok. Cần câu hai khúc nha mọi người. Này, dàn khoan của nó đây. Nút in ra bằng New Star. Bắt vặn kim loại. Này. Thằng này dài 1m6, 1m6, 1m65 ấy. Thu vào 83 cm. Đột 2,4 ly, cân nặng 160 g. Cái này số 1 70.000 nha mọi người. Số 1 70.000. Số 2 tiếp tục là một cây 3 khúc. Cũng đặc luôn nha mọi người. Đây, đặc luôn. Ba khúc. Đấy, bát vặn kim loại nhé. Này, cái cần này dài 2m3, thu vào là 79 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 320 g. Cái này cái số 2, giá 70. Số 2, 70. Số 3 tiếp tục là cây 3 khúc đặc nha mọi người. Đấy. Này. Khoan kim loại nha. Khoan này chế rồi. Đầu bu chế rồi. Đấy. Ok. Đây này dài 2m1, thu vào 76 cm, độc là 2,5 ly, cân nặng 380 g. Đây là cái số 3, 70.000. Số 3, 70.000 nha mọi người. Số 4 tiếp tục là một cây độc đặc 2 khúc nha. Đặt 2 khúc nè. Ok. Đây. Quang đồ cầu. Đây. Bát vặn kim loại nhé. Dài 1m65, thu vào 86 cm, độc là 2,5 ly, cân nặng là 180 g nhé. 180 g. Này cái số 4. Số 4, 70.000 nha mọi người. Máy cây đặt nên mình lấy luôn. Số 5. Đây, số 5 tiếp tục là một cây đột đặt luôn. Đấy, cây này thì mắc một cái khoan, mắc bộ khoan đây nhé. Đấy. Bát nhựa này, bát nhựa vặn nhé. Cây này cây dài 1m65, thu vào 1m6, thu vào 85 cm, đọt của nó là 2,2 ly, cân nặng 140 g. Cây này cái số 5 nhé. Số 5, 70. Số 6. Đây. Số 6, một cây 3 khúc đặc nha mọi người. Đấy. Đây.
khoang đồ cầu nhé. Đây, bát vặn kim loại. Cây này dài 2m4, thu vào là 84cm, độc là 2,4 ly, cân nặng 320g. Đây này cái số 6. Số 6, 70.000. Số 7 là một cây cần tay. Cần tay chất liệu phíp với nhau mọi người, chất liệu phíp. Đây, cần này người ta chế lóng rồi này. Lóng người ta chế rồi này, nên nó bị dư dài rồi như thế này này. Đây. Chế rồi nhưng mà vẫn thấy xài ok nha mọi người. Đây. Đây người ta thay cái lóng rồi. Đấy, chỗ này chắc có khi bị nứt gì là người ta cọc lại luôn rồi này. Đấy. Mình thấy cái cần này vẫn xài ok nha mọi người. Đấy. Chẳng qua là gãi lóng, người ta thay cái lóng khác nó dài hơn thôi chứ còn vẫn xài bình thường. Đấy. Cần này dài 2m6, thu vào 76cm. Độc là 0,8 ly, cân nặng 120g. Đây này số 7, 50.000. Số 7, 50.000. Số 8 là một cây cần tay của thằng Olympic nhé. Dài 4,5 m. Đấy, độc của nó đây. Đây này cần tay dạng lóng ngắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lóng tất cả nha mọi người. 10 lóng. Đầu có bọc kim loại. Đầu bọc kim loại bảo vệ nhé. Đây. Dài 4,5 m, thu vào là 57cm, độc là 0,8 ly, cân nặng 210g. Đây là cây số 8. Số 8, 70.000. Số 9, tiếp tục một cây cần tay. Chất liệu phíp nha mọi người, của thằng này của Ebisu. Đây, đọt của nó đây. Ok, đọt của này bị mẻ rồi, về cắt luôn cái đoạn đọt này đi nha mọi người. Xuống tới đây. Đấy, vẫn xài ok nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. 10 lóng. Đây. Cái lóng góc nó này, lóng góc chỗ này nó hơi bị màu màu mẻ mẻ này. Không sao nhé. Đấy. Dài 3m6, thu vào 57cm. Độc 0,8 ly, cân nặng là 160g. Cái này là cây số 9. Số 9 nha mọi người. Số 9, 70.000. Số 10 này cũng là cây cần tay, lóng dài, thân nhỏ. Này. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng thôi nha mọi người, lóng dài, thân nhỏ, nhẹ. Cần là dài 2m3, thu vào 92cm, độc 1,2 ly, cân nặng là 80g. 80g. Đây là cây số số 10. Số 10. 70.000. Đây, số 11 là một cây cần Daiwa. Đây, cần tay máy phụ nha mọi người, cần tay máy phụ. Đây, cần tay máy phụ nhé. Đây. 1 lóng, 2 lóng.
3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Nhưng mà cái lóng gốc nè, lóng gốc nó bị dập nha mọi người, lóng gốc nó đi để người ta đạp hay là cắn bành gì đó, nó dập nha mọi người. Đấy, cái này về mọi người chế. Đấy, mọi người đút một cái ống vào đây, đút một cái ống rộng vào đây. Đấy, mọi người cố định lại nhé, đút một cái ống vào cố định lại nhé. Đây cái lóng gốc nha mọi người, còn những cái lóng khác không bị gì nha. Đây cái lóng gốc nè, lóng gốc chỗ này. Đấy, ok, không thì về mọi người thay cái lóng gốc đi. Đây, bát FS6 dài 4 mét, thu vào 96 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 220 gram. Đây này, cái số 11 90. Số 12 tiếp tục một cái cần tay Ebisu, đọt 1 lóng, 2 lóng, 3 4 5, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng tất cả. Cần này dài 5,3 m, thu vào là 99 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 220 gram. Cái này cái số 12 90 nghìn. Đấy, cái nắp nó thay cái này, thay cái miếng xù chân gần và cái nắp rồi. Số 13 là một cái cần Olympic, cái cần này rất là ngon nha mọi người, chỉ có lẫn hư ba cái khoang này thôi, về mọi người thay khoang đi, còn không thì mọi người thích làm cần tay gì đó tùy. Đấy, đầu bu thì nó cũng bị mắc đá này, đầu bu bị mắc đá này, đầu bu Fuji mà mắc đá này. Đấy, thôi rất là ngon nhé, thôi Olympic nhé. 1, 2, 3 lóng nhé, 3 lóng. Bát vặn nhựa này, dài 2,1 m, thu vào 77 cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180 gram. Cái này cái số 13, 13, 70 nghìn. Số 14 tiếp tục là một cây cần tay này, đọt to này, okay. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Cần thì này, cần này thì bị mất cái nắp vặn chân cần rồi, mất cái nắp vặn chân cần nhé, mất nắp vặn chân cần nha mọi người. Cần này dài 3,6 m, thu vào 98 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140 gram. Đây là cây số 14, 90 nghìn. 14, 90 nghìn nhé. Số 15 tiếp tục một cây cần tay lóng dài. Đấy, đọt này, mảnh này. Đấy, 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 5 lóng nha mọi người. Cần này dài 4 m, thu vào 95 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 140 gram. Cây này cây số 15, 15, 90 nghìn, 15, 90 nghìn nha mọi người. Mười sáu tiếp tục là một cây cần tay, cần tay thân nhỏ lắm dài nhé, thân nhỏ lắm dài. Đấy, đọt của nó 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng,
Đấy, mấy cái thân nhỏ này cỡ 3 lóng là nhiều rồi. Dài 2m4, thu vào 86cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 60g. Cây này cây số 16. 16, 90.000. Đây, cần tay, thân nhỏ, lóng dài, độc của nó đây, 1, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng, cần này dài 2m7, thu vào 77cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 60g, đấy. Đây là cái số 17. 17, 90. Số 18 là một cây đỡ cần. Bằng trúc luôn nha mọi người, một cây đỡ cần bằng trúc luôn, tre trúc luôn. Đấy. Tre trúc rút hai khúc nha. Đấy. Rút hai khúc nè, nó dài 1m84, thu vào là 1m03, đấy, cân nặng của nó là 120g. Cái này cây số 18 50 nghìn, nhìn rất là xinh, vui á, rút rút nhé. Tiếp theo là một cây cần một khúc, cần chế nha mọi người, một khúc này, một khúc chế nha mọi người. Đấy. Đây, mở khúc đây nè, ok, rất là cứng nha mọi người. Đấy, cần này dài 1m32, độc 3,3 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 19. 19, 70.000. Đây, số 20 là một cây cần một khúc nữa, Fuji Six. Đây, bắt trượt này. Đây, mấy khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Đấy, cái cần này thì cái đoạn đọc của nó bị gãy một đoạn chỗ này nha mọi người. Bị gãy một đoạn chỗ này, nó có cái đầu bu chỗ này mà nó gãy mất rồi. Tới chỗ này, về mọi người thay chỗ này cái đầu bu, vẫn xài bình thường nha mọi người. Đấy, cây này thì hiện tại giờ nó còn có 1m thôi, còn 1m. Đấy, độc là 2,9 ly, cân nặng là 110g. Số 20, 70.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và hàng của mình thì chuyển đi thì mọi người lúc nhận hàng là được phép kiểm tra hàng cẩn thận nhé. Mọi người phải kiểm tra giúp mình là xem hàng có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì báo cho mình để đó mình giải quyết luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà không chịu kiểm tra hàng xong rồi nhận hàng xong rồi với báo mình bị này bị kia là mình không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.